Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em về cái máy khoan pin The One DSH273. Thì cái máy này nó nguyên thùng nha anh em. Và hàng này là hàng sản xuất tại Cộng hòa Séc. Thì bao gồm có máy pin, một máy thôi, một thùng thôi, không có pin. Và nó là hai mươi vôn. Bản này là bản sản xuất tại Cộng hòa Séc nha anh em. Đây. Nó có mở ra cái cổng cho anh em gắn ống hút bụi vào. Đấy. Và đầu kẹp bình thường. Ok, thì cả một cái combo này bao gồm có cái thùng này và cái máy cộng hòa set, thì giá của nó là 5 triệu 800. Những anh em nào quan tâm đến hàng cộng hòa set và 273 thì liên hệ em. Và hiện tại giá của con 273 này sản xuất tại China thì nó cũng đã là 4 triệu 6 rồi. Rồi ok, cảm ơn anh em. Cái thùng này thường là mình bán là trên 500. Nhưng mà bây giờ mình có máy cộng hòa xét rồi, mình ghép vào. Ok, mình test cho anh em. Nó có 3 chức năng nha anh em. Và nó tốc độ của nó là từ 0 đến 1.001 vòng trên phút 20W max. Cái cộng hòa xét này nó khá là hiếm nha anh em, chỉ còn có một cây hai cây thôi, và giá 5 triệu 8 là chưa bao gồm phí ship. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180 em Tùng.